Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Và nói hôm nay là một ngày cũng tương đối là vất vả, tại lý do là cái máy 830DN cái video trước mình có mở ra vệ sinh và nó bị khi mở ra thì nó phát hiện nó bị bể cái lu lô sấy của cái bộ sấy của cái máy 830DN này, và mình đã có nhờ đặt mua ở trong Sài Gòn về. Tuy nhiên thì các anh chị biết là trong tất cả các sản phẩm, kể cả là các sản phẩm nào cũng vậy, thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại. Nếu mà những cái sản phẩm đó mà chưa được trải qua hoặc là chưa được test qua để sử dụng thì đến khi mình đi về thì nó chuyện lỗi là chuyện bình thường. Do đó trong một buổi trưa nay thì mình cũng đã tháo ra, mình thay cái bộ sấy và thay vào cái con, đây là cái con lu lô sấy của máy 830DN nè. Thì các bạn thấy nó nhìn nó rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn. Thì khi mình thay vào á, thì đối với khi mà chạy giấy dày thì nó sẽ gây ra các hiện tượng như là nó bị nhăn giấy nè, nó bị nhăn giấy này, các anh chị thấy nó nhăn không? Nó nhăn rõ ràng. Và khi in á, thì nó sẽ bị có một phần nó bị lem. Thì các anh chị thấy là ở phía dưới đây là thì nó là bình thường, đây ở dưới đây nó bình thường, nhưng mà khi lên trên phần ở trên đầu á, thì nó bị lem. Nó lem nó giống như là nó bị cái mực á, nó giống như nó bị trẹt ra à, nó bị trẹt ra, nó bị lem vậy. Thì mình cũng không biết nguyên nhân tại sao, thì lúc đó là cứ nghĩ là nó làm do trong quá trình mình lắp vào, kỹ thuật mình lắp vào. Tại các bạn biết đây là mới lần đầu á, mình lắp vào nên là sợ là nó có những cái vấn đề gì mình lắp vào nó bị kẹt hay là bị gì đó à. Tuy nhiên khi mình tháo ra lại kiểm tra thì nó không có vấn đề gì à. Tuy nhiên khi mà in test thử một cái bản giấy mỏng thì nó in cho ra màu sắc tương đối rất là đẹp ha, chưa ra màu sắc tương đối rất là đẹp. Thì khi này thì mình mới nghiệm ra một điều là khi mà đối với những cái lu lô ha, mà mua trên thị trường về thì tốt nhất là các bạn nên đặt ở những cái nơi có uy tín à, những nơi có uy tín. Thì những cái nơi đó thì thợ, những cái thợ, người thợ đó người ta đã trải qua rồi, người ta làm máy móc nhiều thì người ta sẽ sử dụng những cái lu lô nào hiệu quả từ phản hồi của người tiêu dùng à, từ khách hàng thì phản hồi lại, thì đối với những cái lu lô nào sử dụng tốt thì bắt đầu à, người thợ đó sẽ à, hoặc là nơi bán đó họ sẽ bán cho mình với cái sản phẩm đó để mình sử dụng tốt. À, còn đối với cái lô lô này thì chỉ có sử dụng ở những cái dòng máy mà mình cho là à, nó chạy ở những cái lô lô, những cái dòng máy giấy mỏng thôi, giấy mỏng thôi, còn giấy dày là chạy không được. Thì cái này mình cũng đặt ở trong của anh Hiếu về, tuy nhiên là cái này thì anh chưa có test, thì anh muốn đem ra cho mình test thử coi thử là cái lô lô có tốt hay không. Tại vì trong một số thợ với nhau á, thì có người ta nói là sử dụng cái cây này cũng rất là ok. À, tuy nhiên khi mình thay vào thì mình có trao đổi với anh Hiếu thì anh ấy mới nghiệm ra một điều đó, tức là ở những cái lu lô này thì nó có thể chạy tốt ở trên độ giấy mỏng, tức là từ khoảng 80 đổ lại thôi à, 80-70 thì nó đổ lại gọi là giấy mỏng bình thường. Chứ còn đối với mình ở đây mình hay sử dụng mà giấy để in thiệp mời, in kẹp dít được, thì đối với những cái lu lô này thì nó sẽ không phù hợp à. Và mình đã khi loay hoay một hồi á, mình để mình tìm nguyên nhân á, thì mình lấy cái cây cũ của mình mà các bạn thấy ở cái video trước ha, tức là nó bể một góc, thì mình mới lấy cái dao rọc giấy á, mình cắt tỉa nó lại. Tức là cái phần đó là khi đó mình chạy A3 thì không được, nhưng mà mình chạy A4 thì được. Do đó là mình lắp lại vào. Thì khi lắp lại vào á, thì mình sẽ xoay cái lu lô sấy nè, ở trong cái cụm sấy á, thì nó cũng rất là nhẹ, nó nhẹ nha. Còn cái này khi mà thấy cái lu lô này vào thì nó sẽ nặng, nó nặng lắm, quay có thể là quay không nổi hoặc là quay rất là rít. Nên là khi mình thay lại thì mình mới để ý, thì khi đó thì mình thấy giữa cái hai cái lu lô nó có sự khác biệt à, lu lô khác biệt, thì mình lại bỏ cái lu lô cũ vào để tạm thời. Thì ngày mai mình anh Hiếu sẽ chuyển ra cho mình một cái lu lô khác à, và cái lu lô rin để mình bỏ vào, mình phải bắt đầu mình test tiếp, mình coi thử cái lu lô nó có phù hợp hay không à. Thì mình hy vọng là với cái lu lô thì nó sẽ phù hợp để cho mình nghiệm ra được, mình thay được coi những cái dòng đồ nào tốt để mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nên là mình nghĩ là
đối với các bạn hoặc là những cái ai cũng vậy thôi, khi mà làm máy, khi mà sửa máy hoặc là mua tất cả các linh kiện về thì không phải là khi mình mua về là tất cả các linh kiện nó đều là tốt hết, nó đều khớp hết, tại vì đồ nó phải có là lúc này lúc kia, nên do đó là sẽ có những cái dòng sản phẩm thì nó rất là tốt, nhưng có những cái sản phẩm thì nó sẽ bị lỗi. À, nên do đó là kể cả những dòng máy photo hoặc là mua những cái vật tư về, ví dụ như có những anh chị hoặc những bạn phải hội với mình là đối với mua những cái room những cái room mà room Trung Quốc á, room khoảng 800 mấy ngàn thôi, thì khi xài á thôi kêu là mình mới thay room nhưng mà bây giờ nó bị lỗi này lỗi kia, thì cái room của Trung Quốc thì mình nói rồi, những cái video trước mình có nói hết, những cái video nào mình nói về room thì mình đều nói, thì khi mình đầu tư nên đầu tư những cái loại nào mà nó sẽ tốt hơn một chút, những cái loại có thương hiệu, mình nói là giống như là dần những dòng cartoon đồ nó cho nó những sản phẩm có chất lượng hơn, thì nó sẽ đỡ cho mình hơn trong vấn đề mà hỏng hóc máy. Do đó là máy, khi mà mình máy của mình đang sử dụng máy ha, thì mình nghĩ là tất cả các anh chị nên mua những cái vật tư nào có giá, ví dụ như cho nó có cái độ độ bền, độ tốt nó cao hơn. À, thì đây trên thị trường nhiều lắm, rất là nhiều cái sản phẩm, kể cả những sản phẩm rẻ tiền, từ rẻ tiền đến đắt tiền, rẻ tiền thì nhiều lúc mình thấy thay nhiều mình tiếc tiền, do đó là sẽ mua những sản phẩm rẻ, rẻ tiền thì thay vào thì nó chạy nó rất là mau hư. Thì cái bộ sấy này thì mình cũng đã, đây là lần đầu tiên luôn mình thay cái về cái bộ sấy của 80BDN, và lần đầu tiên mình mở ra. À, thì mới đầu mở ra cũng rất là khó khăn, tại vì khi các bạn biết không, những cái gì mình mới tiếp xúc lần đầu tiên á, là mình phải vừa tháo ra mình sẽ cố gắng từng cái bộ phận nó nằm chỗ nào, và để mình sắp xếp là coi những nhông cái ốc nào tháo ra trước và ở bộ phận nào, ví dụ những cái bộ phận nào nó có hai bên má nó đều có nhông hết thì mình sẽ phân biệt ra bên má phải và má trái để mình mở ra. Thì ngày nay buổi trưa nay thì mở tầm thay hết cái con lô lô ép này vào thì tầm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, tại vì lần đầu mới tiên nhà mình mở ra mình thấy cũng rất là lâu, và nó cũng nói chung cũng tương đối là dễ thôi, dễ mở. Nếu mà khi các anh chị mở một lần rồi thì rất là dễ mở. Thì đương lẽ ngày nay thì có video ra cho tất cả các bạn và các chị rồi, thì cái bộ thay cái bộ phận sấy của lô lô máy màu 830DN. Tuy nhiên là khi thay vào thì nó bị lỗi, nó không được như ý, nên là mình sẽ chia sẻ cái video của tất cả video về cái quy trình thay cái lưu lô ép của cái máy 830DN này ở sau cái video này. Và hy vọng ngày mai thì anh Hiếu anh sẽ đã có dịp anh đi công tác ở ngoài Phan Thiết, thì anh có ghé ở mình và anh sẽ đem cái lưu lô ra cho mình nữa, thì do đó mình sẽ thay. Thì mình hy vọng là với cái lưu lô rin thì bỏ vô thì chắc chắn nó sẽ ok thôi. Thì lưu rin tức là lưu lô đi theo máy, tức là những cái dòng máy mà nó đã thải ra nhưng mà cái lưu lô nó vẫn còn tốt nha, cái vẫn luôn vẫn còn tốt, hoặc là những cái sản phẩm gốc của nó thì nó rất là tốt. Thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái cách để mà thay cái bộ sấy của cái máy này. Thì mình cũng khuyên tất cả các anh chị và các bạn, khi đã làm một cái vào ngành nghề photo về đắng thì tất cả các anh chị nên mạnh dạn nha, học hỏi và sửa máy. Thì đây là một trong những cái yếu tố mình cảm thấy là nó sẽ góp phần đem đến sự thành công cho cái công việc của mình. Thứ nhất là khi mà máy móc gặp vấn đề trục trặc gì thì mình có thể là mình tự động mình thay ngay, chứ mình chờ thợ thì nó rất là lâu. Lúc trước những cái máy móc của mình hư, ngoài tự sửa thì có một số cái mình vẫn kêu thợ ở ngoài. Tuy nhiên kêu thợ ở ngoài về, các bạn biết khi kêu thợ về, thứ nhất là phải mất hết khoảng một buổi thì họ mới sắp xếp họ tới với mình. Nhưng mà khi họ tới với mình, đối với một số cái thì họ sửa, nhưng mà có một số cái mình kêu họ không sửa. Ví dụ như trong quá trình mà cái hộp từ nó bị xì thì kêu họ thay thì họ kêu họ dán lại thì họ không dán. Tại vì các bạn biết là trong quá trình làm mà thợ là sợ nhất đó là cái thay hộp, cái dán hộp từ. Nó xì mực á, thì tháo ra rất là lâu và phải nói là nó phải làm rất là kỹ mới được. Nên do đó là đối với những cái đơn giản thì mình nghĩ các bạn nên mạnh dạn, các bạn cứ sửa máy, tháo ra sửa. Các bạn chỉ cần các bạn tháo ra, trước khi sửa thì các bạn nên quan sát, mình quan sát hoặc là lấy cái máy chụp hình đó, các bạn chụp lại
chụp lại cái mặt đó, thì khi mà các bạn nhìn lên cái hình là các bạn sẽ biết cái con nhông này nằm ở vị trí này nè, cái con khoen này nằm ở vị trí này nè. Rồi các bạn sẽ chụp những cái phần nào các bạn cảm thấy các bạn khó nhớ thì các bạn sẽ chụp lại để lưu lại trong điện thoại á, và khi nào cần mình mở ra mình coi. Đó là cái cách mà hồi xưa giờ mình tự sửa máy, tự khắc phục máy. Thì nói chung là từ lúc mà mở tiệm đến giờ thì hiện tại bây giờ là cũng gần đã gần 10 năm rồi, một cái quãng đường cũng rất là dài. Thì đối với về sửa máy thì hiện tại bây giờ thì mình sẽ tự khắc phục hết, mình không có mướn thợ, một không mướn thợ lần nào ha, hầu như tiền thợ là không có tốn đồng nào, kể cả bắt đầu từ năm đầu tiên là nhờ anh Hiếu ảnh hỗ trợ, nhờ anh Hiếu hỗ trợ, bắt đầu từ năm thứ hai đổ đi đến bây giờ ha, vừa những cái nào khó quá thì anh Hiếu sẽ hỗ trợ và chỉ cho mình ha. Còn những cái nào mà mình tự khắc phục, mình thấy ví dụ như thay rum ray từ, chỉnh thước từ, thì mình chỉnh một lần hai lần, qua lần thứ ba là mình đã quen rồi và mình mở mình làm rất là nhanh. Mình hy vọng mà các anh chị và các bạn mới vào nghề thì tốt nhất là các anh chị nên thử, phải mạnh dạn học hỏi và để chúng ta sửa máy, sửa chữa máy để phục vụ cho công việc chúng ta. Và nó một ngày hôm nay với lại là phải nói một ngày hôm nay á, là một ngày cũng khá là vất vả. Các bạn biết là vừa sửa máy nè, vừa sau cái đợt đình trệ vừa rồi đó, thì bắt đầu tất cả các cơ quan bắt đầu là trở lại, học sinh trở lại học, rồi các cơ quan bắt đầu triển khai những cái đại hội, bắt đầu là làm công việc làm liên tục như vậy. Và trong khi đó là ở cái tiệm mình hiện tại bây giờ mình làm có một mình, bây giờ mình làm một mình thì bây giờ mình phải sắp xếp cái công việc nó sao cho nó chu đáo. Ví dụ như các anh chị là khi mà có công việc thì các anh chị nên sắp xếp cả ban đêm luôn, như hiện tại bây giờ nè, tới bây giờ nè thì mình cũng còn in một số tờ giấy mời nữa, mẫu giấy mời cho khách hàng thì để phục vụ xong. Thì ngày nay máy nó bị trục trặc nên có một đơn hàng thì mình trả lại rồi, mình không có nhận nữa. Thì đến bây giờ thì bỏ cái thay con Lolo ghi vô, thì bây giờ ta chạy được cái phần đối với giấy A4 thì chạy ok, thì mình cũng phục vụ được đó. Thì mình, các bạn sẽ thấy là tuy vất vả nhưng mà mình sửa được máy, mình phục vụ được công việc của mình, đó là một sự thành công để mà các bạn khi mà các bạn mở tiệm ra ha. Rồi đó là một số cái chia sẻ nhỏ nhoi muốn gửi đến cho tất cả các anh chị ở video này. Hy vọng các anh chị sẽ mạnh dạn học hỏi và sửa chữa máy phục vụ cho công việc của mình, giống như những gì mà mình đang làm đây và mình chia sẻ với tất cả các anh chị. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn thật đắt khách và thu nhập tốt từ cái ngành nghề dịch vụ của mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye.